So as someone who comes from a communist country, what message would you give to Joe Biden? Một người giống như em mà từ Việt Nam á, mà một nước cộng sản, em qua Mỹ á, bây giờ em muốn gửi, nếu em muốn gửi một lời cho ông tổng thống Joe Biden, em sẽ nói gì với ổng? Biết thì nói sao ta, nhưng mà em chỉ biết nói là mình từ cộng sản luôn luôn ý hiếp người dân á, thì mình qua đây mình muốn dạy mấy đứa nhỏ là phải biết yêu đất nước, phải biết bảo vệ đất nước, khi mình sống chỗ nào mình biết bảo vệ đất nước nó tròn lên, không biết cái gì mình ở đâu á, thì mình muốn đất nước mình nó phải mạnh lên, chứ không có được sống theo cách cộng sản. Nếu mà sống theo cách cộng sản á thì một kêu ông Biden chống cộng sản. À, chống cộng sản, đúng rồi, chống cộng sản. Đừng có để cộng sản, là cộng sản, mẹ em biết cộng sản là cái gì, nhưng mà chỉ biết là Trung Quốc rồi. Trung Quốc á, đang hiếp người dân quá, tàn nhẫn, tàn ác quá, giết người không có cho người ta một cách quy đồng, rồi đàn áp nhân công, rồi lương ít, rồi cái đè ép người ta phải làm quá tu hóa mà không có tiền lương, mà những điều gì cũng không có được nói ra bằng cái tự do quy đồng, không có được tiếng nói.